Này ăn chắc heo bánh xèo dưới rồi nha. Mình ăn nó chua chua. Mình này mình lấy mình cuốn bánh xèo luôn. Ôi trời ơi. Vô phải nghe xèo xèo. Bánh xèo mình xong rồi mày. Chuẩn bị thưởng thức thôi. Mắm này nhìn gì chắc không. Đó. Preview. Đi đâu vô? Chồng đi lên trường mình thấy rau về mình đi bánh xèo nè. Lâu lắm rồi mới chạy vô đường này thấy lạ quá trời luôn ha. Quan tàn hồi xưa. Rồi nay mình tới vườn rau rồi các bạn. Nay đi với cháu với anh. Vô rau vườn này có rau gì lạ không? Lúc trước ở đây là có nấm mối đâu. À nấm mối đâu đâu? Không, lúc trước á, cái mùa đó. Nó mới gò cái vườn này hả? Này mốt năm sau mình vô có làm sao? Sáng hát ở lớp đi sáng. Lớp đẹp quá ơi. Gì ta? Đây có cái trời nữa nè. Chú hái cái trời về ăn sang đi. Nấu canh ăn. Nó có nghệ với nó mà sao nó ngoài. Hái cái trời sang. Cái trời của trời nè. Cái non non nó gì mình nấu canh rau nè. Nè, hình như cái đọt là biết đâu nè. Đó. Vậy thôi. Này về nấu mì ăn bao ngon á. Nghĩ bông cái trời hả? Ừ. Đẹp quá ha. Giờ mình hái chanh này về mình chút mình làm nước mắm mình ăn nha. Dài quá. Bánh xèo à. Đúng chưa? Đi rất đủ rồi, chú thấy mấy cái tắc của kính này kia làm lâu quá. Á điều chú ra ra ngoài hết đi. Ra cái điều. Ra cái điều đây. Cái lá điều ăn là nó chua chua ngon lắm á. Thôi nhìn nó cũng giống giống lá bàng không? Mình ăn nó chua chua. Mình này mình lấy mình cuốn bánh xèo luôn, cuốn vô cái. Ủa mình thí dụ mình cuốn lá già được không? Nó già được mà ăn không ngon. Mình thấy phải non rồi nè, nó ăn nó chua chua ngon lắm. Nó đều nó bị cái mục này. Cái đó là con gì ăn hả? Nó đều nó thường nó hay bị gì á, lâu lâu nó bị gì không biết, bị nấm hay bị gì mà. Có mụn một ngày giống như mụn vậy. Nó ngon ngon dữ quá. Cái cải cuốn mình cuốn bằng lá điều không nè, không. Mình hái được nhiều rau rồi. Lá cách. Chưa còn thiếu lá cách chút gì nhà mình hái thêm mới lá cách nữa. Giờ anh mình đang nghiên cứu coi cách sao bẻ mấy trái mận về xuống ăn nè. Sáng có chuẩn bị ra lụm mận sang ơi. Mận này cái mận này mận trắng đó anh Phương. Ôi trời ơi. Rồi như đó là ăn mệt mỏi luôn anh Phương ơi. Anh có cách hái mận rất là nhanh. Chỉ cần 3 giây là xong cây mận rồi đó. Mận này là không biết mận gì luôn nữa. Mận này kêu mận gì anh Phương? Da người trắng hả?
chiến lợi phẩm mình được nhiêu đây rồi. Giờ mình ra ngoài kia mình hái thêm số lá cách với có thể là có nghệ hay gì đó mình hái coi. Qua nhà chú Bảy hái lá cách à. Quá trời là cách. Là mình bẻ cái là mình bẻ nguyên nhánh luôn để không hồi là để lần sau nó ra tược. Cái này tốt quá trời luôn. Cái này nhà nào cũng phải có một cây lá cách bự vậy ăn. Để dành ăn bánh xèo với ăn cà ri. Thôi coi chừng anh hái nguyên cái bó lá cách. Giống như nguyên cái bó bông vậy anh ơi. Đó, anh đưa nguyên cái bó lá cách là vậy. Anh hái nguyên cái bó lá cách làm như là nguyên cái bó bông mà đi tặng nha. Ồ, bó lá cách quá thì ngon luôn. Đủ chưa anh ơi, đủ chưa? Nhìn lá cách này là muốn ăn liền hết trơn. Nó mứt rượt luôn á, nó xanh mứt luôn á. Ừ. Dạ. Cái này ăn chắc heo bánh xèo dưới rồi nha. Cái khối lượng rau mà mình khi mỗi khi ăn bánh xèo bao nhiêu rau này mà. Nó hoành tráng vậy. Đây là có anh mới hái mấy đọt cốc nè. Mà đôi khi cũng không đủ. Ôi đọt cốc ngon quá. Chú về nhà mình còn thêm mấy đọt cốc, mình hái thêm đọt cốc nữa. Bột. Thì mình đang xắt thịt rồi nha. Đó là bột dẻo, chứ mình pha thêm vô cho nó. Giờ mình xắt thịt rồi. Xắt thịt rồi mình xào xăng hả chứ mà. Ừ. Mình xăng lộn với tép. Mình chút nấm, chút mình chiên bánh chay cho bà ngoại. Ngoại ăn chay. Này là thánh, thánh bào à. Thánh, thánh bào à, khoai lang nè. Cái bào siêu tốc luôn à. Bào này chắc làm như hàng ngày, chắc bào khoai lang không sao thấy tớ tốc độ qua bào nhanh quá trời. Thánh bào khoai. Rồi mình nào hai trái nữa anh Vân. Biết quen mình nào hai trái. Không bể đâu rồi. Ủa này giờ mình tới này mình làm gì chị Mãn? Giờ chị pha bột. Giải bột. Bánh xèo. Bánh xèo hả? Cái này đường với bột ngọt muối. Rồi dì Út bài kêu là để tiêu vô cho nó thơm. Ừ, này sao rồi xưa nhớ chiên đâu khi nào để tiêu rồi này sao thấy có vụ tiêu nữa. Này dì Út nói là để tiêu cho nó thơm. Rồi mình thử. Hai bịch bột hả? Ừ, hai bịch bột. Bánh xèo. Khoai với tiêu, với muối, với đường. Bột đây người ta có nước cốt sẵn rồi. Cốt trong bột luôn hả? Cái... Mình chiên giòn vô cho nó cái bánh xèo nó giòn hả? Ừ. Cái đó nó cũng giòn nhưng mà bột với xèo sao người ta cũng có nguyên liệu trống. Ta cũng pha chế rồi nhưng mà mình muốn thêm nữa mình thêm. Hai bịch, ba bịch, ba bịch chiên giòn. Tùy theo mỗi người nhưng mà nhà mình thì thêm. Bên này nước cốt hả? Nước cốt, nước cốt nữa chị. Cốt này chắc.
Gạo này nãy đi xin trên bà ngoại. Gạo nhà làm. Cái nước cốt vô xong rồi pha khuấy lên. Trong đó có bột nghệ rồi, nhưng mình chiên bột nghệ cho nó màu nó đẹp hơn. Hai bịch luôn hả? Ủa còn hai cái trứng chị để làm gì vậy? Mấy cái trứng một chút để thêm, nhưng mà pha một chút múc riêng ra chiên cho ngoại, chiên chay cho ngoại, xong rồi mình chiên mặn mình mới để thêm trứng. À, mà để cho nó giòn, nó thơm, giòn không vậy đó. Nó trứng cho giòn hả? Bí quyết mới à? Giòn vậy đó. À. Giòn không? Để lấy hành. Để lấy hành cho nó. Rồi. Hành để vô. Ủa hành thấy nhiều dữ ta. Mẹ hành nhiều nó thơm đâu có gì đâu. Ừ. Cái này đặc quá chị thêm nước nữa. Múc mẹ thêm nước đi xem. Ở bên này gì vậy? Ít nữa rồi con. Trong bột á, bột bỏ thêm á. Sau một thời gian mình quậy là giờ nó tan đều bột hết rồi. Chế nước cũng cốt vô xong mình quậy mấy cho nó tan. Ừ. Nó tan, xong rồi... Vậy công đoạn tiếp theo mình làm cái gì? Bột gạo nãy vô nè. Chế vô cho nó. Nãy chế luôn thì sợ nó ba cái bột kia nó không đều, nó không đều. Ủa vậy cái bột gạo này mình pha vô là nó có tác dụng gì ta? Thường khi có người ta chiên bột mà bột sẵn, bột bịch đó người ta nói được, nhưng mà mình thấy chiên bột đó nó không có cứng cái bánh, mình để cái bánh đó nó chiên mình để lại mình ăn, còn để một chút nó không có cái độ cứng của bánh vậy đó. Ừ. Mình pha miếng bột gạo vậy đó vô cho nó giòn đó phải không? Nó cứng cái bánh. À cái bánh nó bị mềm xẹo. Không phải là cứng, là cứng ngắt, nhưng mà nó không có bị nhão cái bánh á. Ừ. Không có bị nhão cái bánh á. Hồi xưa mình chiên là toàn là ngâm bột xay rồi đó, mẹ nói trong nồi á, trời ơi xay một lần cực lắm, xay bằng tay thôi. Pha xay tay vậy đó. Giờ khỏe anh giờ ra. Rồi đó xay bột gạo vậy, đâu có bột chiên giòn mà gì đâu ấy. Bột nghệ đồng ta cũng xay luôn đấy, nghệ xay. Tập trứng này vô mình pha cho bên mình ăn. Trứng pha cho nó cũng để cho giòn luôn phải không? Cho nó đồ giòn, xốp cái bánh nữa. Lên dưới này vô nhiều khi cái màu nó cũng thấy đẹp lên chút ha. Ăn nó xốp. Xốp cái bánh. Nè các nguyên liệu nhà mình chiên bánh xèo các bạn. Rau. Rau này cải. Cải bè xanh. Con này là lá lốp mình hái hồi sáng nè. Lá lốp với này mấy cái này là cải mình mua ngoài chợ, với rau thơm. Các loại rau thơm nè. Còn đây là mấy cái rau mình hái hồi sáng nè. Hôm nay có gì? Lá điều. Lá điều này giờ cũng ít, khó kiếm lắm. Giờ cây điều giờ người ta ít trồng lắm. Hôm nay là lá cách. Cải gỗ, cải rổ. Cải rổ này ăn nó giòn á.
Nên mình em mình chiên bánh xèo thịt với tép. Mở này chút mình để mình để chảo mình quay quay để mình lấy cho chảo nó không dính. Bên đây đây là mấy nấm để chiên bánh xèo chay cho ngoại mình, có mấy cái thôi. Góc này ăn chua chua ngon nè, chảy nước miếng này. Giá với củ sắn với khoai lang chiên bánh chay nữa nha mọi người. Bánh chay mình phải chiên dầu thôi. Cái này mình chiên thường mình chiên cái nhân trước ha nhưng mà còn thấy mấy chỗ người ta thường người ta bán này nọ, người ta chiên cái nhân là như khi người ta chiên cái bột xong người ta mới để cái nhân vô, còn này mình khác mình chiên không mà vậy chị thấy cái bột với cái bánh nó dính vô luôn, còn người ta vậy cái sao mà chị thấy mình ví dụ mình ấy ra ăn á cái nó bị rớt ra hết trơn. Mà đều mỗi cái nó có cái ưu nhược điểm riêng vậy à. Mỗi nơi người ta làm mỗi khác, quen rồi. Thường là mà quán người ta cũng làm cái nhân có nghĩa là giữa khi mình cuốn mà đều cái kiểu đó thì mình khi mình cuốn lại nó dễ bị rớt lắm. Nó rã ra hết. Mình làm gì thôi. Để cho lửa cho lớn cho nấu chảo vậy đó. Cái rồi cái gì nóng đồng mình chế vô nó không bị rớt, không bị tuột bọt xuống. Xong rồi vậy mình dặn lửa riu riu vừa vậy đó, chứ để nó lớn quá thì nó sẽ khét bánh. Để nắp nãy giờ rồi, giờ mình dở ra cho nó đi thoát mồ hôi được. Bánh xèo chay đầu tiên. Bánh chay đầu tiên ra lò. Ôi ba cái bánh chay cho bà ngoại. Bánh chay lên mạng cũng đẹp hết nhiều em. Vô phải nghe xèo xèo nghe mới đã ha. Xèo cũng gọi là bánh xèo đó. Hồi nãy giờ mấy cái bánh mình mới chiên nãy giờ nè. Bánh xèo chay của ngoại nhìn hấp dẫn ghê chưa. Giòn, cái dành nó giòn lắm luôn á. Wow, nước mắm mình hấp dẫn quá. Nước mắm này nhìn vậy chắc không cay, cay không chịu ăn. Mình nhìn thấy ớt hay nhiều không biết cay không đây. Cũng được. Mắm nhìn nó nổi ớt, nhìn thấy bắt mắt không biết ăn sao đây. Để chú thưởng thức mới biết nha.
Bánh xèo mình xong rồi mà ơi, chuẩn bị thưởng thức thôi. Bánh xèo mình ăn với rau sáng mình hái nè. Này là rau lá điều, này là cải rổ. Cải rổ ăn giòn lắm. Còn đây là lá cách. Lá cách ăn thơm với đọt cóc. Toàn rau vườn không à. Cái này bắp cải với mấy cái cải với rau thơm. Cái này cũng rau vườn mà điều vườn của người ta. Mẹ mình mua. Rau thơm nè, các loại rau thơm. Có nhiều rau thơm. Còn bánh xèo mình chiên. Nãy giờ chị mình chiên bánh xèo ở dưới còn nhiều lắm, nhưng mình đem lên mớ mình ăn thôi. Giờ mình chuẩn bị mình mời mọi người lên ăn thôi. Đơn giản. Mắm này nhìn thì hấp dẫn lắm đó nha. Ăn, chút mình ăn mình cảm nhận thôi. Phúc ngồi với ba nha. Phúc ngồi với ba đi. À. Bây giờ bà Đốc còn ăn nha. À. Phúc ngồi ăn với ba đi. Phúc cũng ngoan không? Phúc ngồi đúng ăn nha. Sáng nào Đốc? Sáng nào không? Đây là cách này. Nè, mình lấy lá điều nè. Bánh xèo quá em ổn ai. Đi vô. Đọc cóc. Con đi đâu vậy? Con ngồi đây nè con. Nè nè, má ba cho ăn tớ. Nội, ngồi kế ông nội. Bà nội với con. Nè. Nè, ngồi đi. Ba trời đào đây. Phúc. Ủa cái rổ này. Rổ này không nè. Nè con tên đi đó. Đấy, đi. Cái con xèo á. Cảm ơn ba vậy chứ. Cái ba cho con phải sao? Không quá. Cảm ơn ba. Không quá. Không quá. Không quá làm sao? Ngon sao? Ngon sao? Ngon. Ngon ra đây. Ăn thử Phúc. Có bánh xèo không lờ rồi. Ăn ngon không nhỏ. Nè, cuốn lộn nó lớp vô nè. Cái cay quá. Ừ. Cải. Ừ. 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 Ừ.
Con ăn đi, con thích ăn bánh xèo lắm mà. Con ăn nha. Này con bếp nè. Để cái lá lớp vô. Lá cắp hả? Ừ. Con xin lá cắp luôn. Lá cắp nó chua chua nhẹ nhẹ. Nhẹ luôn. Nó điềm nhớ bà nội đó mẹ. Con gạo quá. Lâu lắm mới ăn rồi ta. Cải đâu ta? Cải được. Cái xanh thì chỗ nào? Ừ, cái nồng nồng ngon lắm. Ăn nó đậm nhé. Còn một lá nữa, thiếu một cái lá cách. Đâu nè, lá cách nè. Nó thơm lắm. Đậm lá cách. Đậm rượu quá à. Phúc mà ta đút một miếng nào Phúc. Uống cái gì dữ vậy? Ừ. Má thôi. Đây đang ngồi với má ba nè con. Cái gì chua lắm nè. Chua chua. Wow. Nó khách thơm. Con đi dẫn con ngồi đi. Con. Con. Hút đầu. Ngon quá. Chị phải để ăn bằng chén bằng đũa nhưng mình ăn vậy thì dễ ăn. Ăn bánh xèo phải ăn bằng tay với đũa gì. Thấy nó dễ ăn. Sao khỏi mái nó nước đây. Ờ có phục vụ ca nước nữa. Ngon. Mình ăn có vị chua chua, vị thơm á. Ê, nãy quên cải bè xanh nữa chứ. Để cái cải bè xanh cho nó. Cải bè xanh như nó nồng nồng nó ngon. Ăn không có ngán. Ăn bánh xèo dễ ngán nhưng mà mình nhờ cuốn rau được nhiều vô, đủ thứ loại rau ăn không ngán. Nó có ngon. Bánh xèo phải nhờ rau mà. Ừ. Nước mắm với rau. Đây có bà bầu nữa nè. Bà bầu phải ăn bánh xèo nhiều vô. Kết hợp các loại rau vào. Loại rau chị cuốn như chị nãy ăn vô cũng ngon chị. Ăn có vị này vị kia không? Ăn được hả? Ăn lá lớp ăn được nên tốt lắm. Vậy là ăn cái lá cách nè. Đó. Chính thường có duy nhất có một đọt me thôi. Nhiều quá. Nè, để lá cốc nữa nè. Đó. Lá cốc có gì nó hơi chua chua nhẹ nhẹ ăn ngon. Ừ, nó chua nó khác lá đều, nó đều nó chua khác. Mỗi cái nó chua khác. Nhẹ nhẹ ăn ngon. Nhìn thấy toàn là rau không ạ? Không héo. Ừ.
Ngon quá. Số 1 hả? Mà bầu cho 1 like rồi đó. Số 1. Mời cả nhà ăn cùng với mình hả? Thôi giờ mình chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.